Các bạn ơi, các bạn ơi, chúng ta ổn định chỗ ngồi đi. Hôm nay sẽ có một cuộc họp đấy. Đây kia kia. Mình xin thông báo với các bạn là cuối tuần sau chúng ta sẽ có một buổi đi picnic ra ngoại. Mọi người cho mình xin ý kiến. Đi mấy ngày đấy? Dự định chắc là đi khoảng một ngày. Ui giời ơi, đi trong ngày đi làm gì? Đóng nhiều tiền một tí, đi hai ngày đi, đúng không? Đấy, cậu cứ làm như ai cũng có nhiều tiền như nhà cậu ấy. Tôi thấy đi một ngày là hợp lý rồi. 100.000 một người, là đủ ăn đủ chơi rồi đấy. Ui giời, 100.000 thì chơi cái gì? Đi khoảng em chơi một tí. Rồi. Quá nè. Thôi, cả lớp. Bây giờ tôi sẽ lấy biểu quyết bằng cách giơ tay nhá. Ai đi hai ngày nhỉ? Đây, giơ hai tay luôn. Đây, 10 ngón tay thôi nè. Nào, thế bây giờ ai đi một ngày thì giơ tay. Ui giời, một ngày đi ăn đi bỏ tay xuống đi. Đã bảo là đi hai ngày rồi mà. Thế còn nhóm này không thấy ai giơ tay nhỉ? Ôi dồi, anh em mình ở nhà thì ghê hơn nhỉ. Kính chào quý vị khán giả của chương trình Kỹ năng sống. Thưa quý vị, trong môi trường lớp học thì sự đoàn kết, cảm thông và thấu hiểu sẽ giúp cho tình bạn trở nên gắn bó hơn. Tuy nhiên, không ít lớp học đã mất đi sự đoàn kết, sự đồng lòng trong phong trào học tập cũng như là trong những phong trào chung của lớp. Mà thay vào đó là sự kết bè, kết phái. Và điều này ảnh hưởng rất lớn đến học tập cũng như là tình bạn của các thành viên. Và để bàn về chủ đề là bè phái trong lớp học thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Duy. Vâng, xin chào Mạnh Cường. Chào quý vị khán thính giả chương trình Kỹ năng sống. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh đã tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên thì thông qua tình huống vừa rồi thì anh cũng thấy là trong lớp học vừa rồi đã có rất là nhiều những hội, những bè phái khác nhau. Dạ, vậy thì những nhóm bạn như thế này sẽ dựa trên tiêu chí như thế nào ạ? Thì thường á, chúng ta thấy là hiện tượng mà bè phái trong lớp á, khá là nhiều và phổ biến. Và những cái tiêu chí mà các bạn đưa ra để tạo thành một cái gọi là một cái bè hoặc một cái phái thì thường nó có thể là bắt nguồn từ một cái điểm chung về sở thích, cũng có thể là cái nơi cư trú, rồi có thể là những bạn có cùng một cái đam mê. Ví dụ như là các bạn mà thích thể thao thì chơi bằng nhóm, các bạn mà thích học thuật là chơi một nhóm. Hoặc là những cái sở thích khác, ví dụ như là cái kiểu ăn mặc và còn rất là nhiều cái tiêu chí khác mà chúng ta sẽ thấy nó nhỏ trong độ tuổi các bạn. Và tự nhiên các bạn sẽ tìm một ai đó đồng cái cảnh ngộ của mình, đồng cái hoàn cảnh của mình. Các bạn sẽ gom lại thành một cái nhóm mà chúng ta gọi là bè phái. Cũng như tôi hồi bé thì chúng ta khi mà tham gia những lớp học thì chúng ta cũng có những cái nhóm nhỏ của riêng mình. Đó là những bạn học gọi là hợp cả với nhau. Nên là chúng ta sẽ cùng tham gia một cái hội mà có rất nhiều điểm chung trong đó. Tôi nghĩ đây cũng không phải là điều xấu. Tuy nhiên bắt đầu từ khi nào thì những cái nhóm như vậy thì gọi là bè phái? Chúng ta phân biệt được hai cái khái niệm. Một bên là nhóm bạn bè, một bên là bè phái. Cái nhóm bạn thường nó sẽ mang lại những cái giá trị tích cực, còn bè phái là thường nó sẽ gắn với những yếu tố tiêu cực. Khi nào nó sẽ biến từ một nhóm bạn thành một bè phái? Khi mà những cái thành viên ở trong đó nó mang tính chất cục bộ, những thành viên đó chỉ có quan tâm tới nhau thôi, không quan tâm tới những cái thành viên còn lại ở trong lớp của mình. Thậm chí là tách biệt ra, thậm chí là rất là mâu thuẫn và gai gắt nữa, thì nó sẽ tạo ra một cái sự rối loạn ở trong lớp, một cái sự gọi là phân chia rất là rõ ràng. Thì khi đó cái khái niệm gọi là bè phái bắt đầu xuất hiện. Hồi em cấp 2 thì lớp em chia bè phái khá là rõ rệt. Em thì cũng không muốn vào trong hội phái nào lắm, nhưng mà em lỡ bị dạt vào trong hội phái thì em cảm thấy là việc mà em ở trong cái hội đấy thì lại làm cho em không chơi được với mấy bạn khác. Mỗi khi mà em có giao du gì với mấy bạn ấy thì lại bị mấy cái bạn mà trong cái hội em chơi thân cùng kiểu ý kiến nói xấu các thứ ấy. Thì em thấy là cái việc đấy sẽ kiểu nó rất là gây mất đoàn kết cho lớp. Thì thường là các bạn ấy hay chơi theo tổ, còn ngoài ra thì các bạn có thể chơi theo các nhóm riêng, như là tại vì lớp em con trai ít thì con trai lại chơi riêng với nhau. Ngoài ra thì có thể chia theo gọi là tức là sở thích nữa. Thì em nghĩ là nó điều đấy sẽ gây ra tác hại. Có thể là các bạn có thể không khiến cả lớp không được hòa đồng đoàn kết, mà nhiều lúc thì các bạn ấy hay có thể nói xấu nhau, có thể nói những điều không tốt về nhau mà không được sự thật. Vậy thì khi mà có những cái bè phái như vậy trong lớp á, thì cái điều gì ảnh hưởng đến cái sự phát triển tâm sinh lý của trẻ? Các em học sinh
là bắt đầu cái lứa tuổi để bắt đầu định hình về cái mặt nhân cách, cũng như bắt đầu học hỏi những cái chuẩn mực xã hội, và sau này các em bước ra xã hội các em có thể hội nhập được tốt và có thể ứng dụng cái gì mà các em đã học vào cái cuộc sống của mình. Cho nên là trong cái môi trường học đường nó rất là quan trọng và quyết định tới cái sự phát triển của các em. Mà nếu như trong môi trường đó mà nó có cái sự phân chia rõ rệt và gai gắt như vậy thì nó sẽ hằn lên trong tính cách của các em, cái sự đấu đá, cái sự kỳ thị lẫn nhau khi mà các em bước vào cuộc sống. Và một cái yếu tố hậu quả đầu tiên mà chúng ta thấy là cái sự hợp tác hay là kỹ năng làm việc nhóm của các em nó sẽ rất là hạn chế. Chính vì vậy mà các em ngay từ bước đầu mà các em đã có cái suy nghĩ như vậy, chịu những cái ảnh hưởng như vậy thì sau này thật sự sẽ rất là khó khăn cho các em bước vào cuộc sống. Rồi thậm chí là một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy là bạo lực học đường, nó cũng có thể nó manh nha từ đây nữa. Và trong những vấn đề về phát triển về nhân cách của trẻ, ví dụ như là sau này trẻ sẽ khó hợp tác, khó hòa đồng, khó kết giao với người khác, có mang tính chất cục bộ, thì tất cả những thứ đó nó sẽ không tốt cho sự phát triển về lâu dài cho nhân cách của trẻ. Còn riêng xét về cái mặt khó khăn của cái lớp thì chúng ta thấy rồi, một cái lớp mà nó chia ra 4-5 nhóm là rất là đau đầu, và đương nhiên cái lớp đó sẽ rất là khó để phát triển và có thể là gọi là đạt được những thành tích tốt trong học tập cũng như là các hoạt động phong trào của nhà trường. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với tình huống đầu tiên thưa quý vị, đó là lớp trưởng sẽ phải xử lý như thế nào? Lát nữa đây, lớp này sẽ đi bứt đích ở đâu? Mời quý vị cùng theo dõi. Không được. Các cậu nghe mình nói này, đây là một cuộc đi ra ngoại thì mình muốn cả lớp phải đi đầy đủ, thì cho cả lớp có nhiều thời gian vui chơi với nhau hơn. Thế bây giờ là tớ sẽ về hỏi thêm ý kiến của cô chủ nhiệm, rồi sẽ thông báo lại cho các cậu sau. Hỏi gì? Như vậy là lớp trưởng của chúng ta vẫn loay hoay, không biết là sẽ giải quyết như thế nào với quá nhiều những ý kiến của nhóm hội như vậy. Nếu anh là lớp trưởng thì anh sẽ quyết định sao? Cái thứ nhất là bạn nên phải có cái uy của mình. Bạn phải có thể là bạn sẽ dậm dạc đứng lên và bạn dùng một cái phương pháp là bây giờ có những ý kiến bàn ra mình sẽ không quan tâm tới, nhưng mà sẽ có những ý kiến chọn lựa là 2 ngày, 3 ngày gì đó, 1, 2 ngày. Mình sẽ cho cái nhóm đó hoặc là cái bạn nào đó đại diện ý tưởng đó đứng lên thuyết phục ở lớp là trình bày cái kế hoạch là 1 ngày sẽ như thế nào, 2 ngày, 1 đêm sẽ như thế nào. Và sau đó thì cho cả lớp biểu quyết và chúng ta sẽ lấy theo ý kiến số đông. Và thêm một cái cách khác nữa mà bạn lớp trưởng này nên lưu ý là chúng ta biết là trong cái lớp của mình, cái đặc điểm của lớp mình là nó chia nhiều nhóm vậy rồi, thì lần sau á chúng ta nên nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm là mời những cái người đầu đàn của một cái nhóm đó tham gia vào ban chấp hành của lớp. Thì khi mà ban chấp hành của lớp chúng ta họp, cái gì là ban chấp hành đưa ra chứ không phải là riêng lớp trưởng đưa ra, và các bạn đó là những người trong ban cái chấp hành đó, các bạn là người đưa ra cái ý kiến đó, thì các nhóm nó sẽ rất là dễ ủng hộ và chúng ta sẽ dễ giải quyết cái chuyện này nhiều hơn. Chẳng hạn như hồi trước cự là trong một cái nhóm gọi là nhóm trung lập là không theo bất cứ một nhóm nào hết, vô hình chung mình thấy bơ vơ. Đúng rồi, mình không có được tiếp nhận với nhóm nào hết, mình làm cái gì cũng mọi người cũng không ủng hộ mình. Đó là nhu cầu thuộc về chưa được đáp ứng đó. Dạ. Dạ. Cái trường hợp này mình thấy là cũng có nhiều bạn lắm. Có nhiều bạn sẽ chọn phương án là trung lập, hoặc là các bạn cảm giác là bạn không thể tuân thủ cái luật chơi của cái nhóm đó, cho nên nhiều khi các bạn đó sẽ rất là dễ tổn thương. Yeah. Cho nên là ai mà lớp trưởng này, ai mà giáo viên chủ nhiệm của những cái lớp này thì phải quan tâm đặc biệt tới những cái bạn bị bỏ rơi đó. Khi trong môi trường học tập thì chúng ta hay định nghĩa bạn bè. Yeah. Và đôi lúc chúng ta phải tách ra là bạn như thế nào, bè như thế nào. Vậy thì khi mà tham gia vào những cái hội nhóm bè phái như vậy thì cái tính chất bạn có còn hay không, hay là tính chất bè nó nhiều hơn ạ? Trong những cái hội nhóm như vậy á, nó cũng có cái mặt tích cực của nó. Đó là nó giúp cho các cá nhân được có chung một cái sở thích, có chung một cái đặc điểm tâm lý, có chung một đặc điểm xuất phát về bối cảnh gia đình này nọ kia, sở thích năng khiếu, mà người ta gom tù lại với nhau. Cho nên nó cũng có mặt ưu điểm của nó là nó giúp cho nhau phát triển, giúp cho nhau cởi mở, giúp cho nhau có thể cảm giác là có một nhóm bạn thân thiết để có thể trải lòng khi mà khó khăn cũng như là khi vui vẻ. Vậy thì chúng ta phải làm sao để chúng ta tách ra được hai cái, một bên là bạn như là Mạnh Cường nói và một bên là bè. Bạn không chỉ là để vui chơi, có nghĩa là khi bạn làm cái gì đó không tốt thì mình dám sửa, dám góp ý và mình dám nghe bạn mình góp ý, thì đó một nhóm bạn. Còn một nhóm bè là chỉ là mình sao có người để chơi thôi, thì đó là cái bè, là có nghĩa là chỉ đáp ứng cái nhu cầu cá nhân của ai đó chứ không có giúp cho nhau phát triển. Nói gì thì nói thì sự đoàn kết
vô cùng quan trọng trong một lớp học, đúng không anh? Vậy thì làm sao chúng ta có thể kết nối những cái bè đó lại để trở thành một chỉnh thể thống nhất? Nếu như mình là ban cán sự của lớp, nếu như mình là giáo viên chủ nhiệm dạng hàng, thì mình phải đi bước trước, mình tự chủ động mình xây dựng những cái bè đó luôn. Có nghĩa là mình xét trong lớp, ví dụ như có những em nào mà có năng khiếu về thể dục thể thao, mình có thể là cho các em đó ngồi gần gần hoặc kết hợp với nhau để cho các em đó nó kết hợp với như nhau. Thế nào? Có nghĩa là ví dụ như là mình sẽ muốn kết hợp được thì phải đưa ra nhiều cái hoạt động, tạo ra nhiều cái hoạt động để buộc các thành viên trong lớp tham gia vô. Khi chúng ta làm những cái hoạt động như vậy thì chúng ta sẽ phân công những công việc, và từ khắc khi các em nó làm nhiều trong một cái team với nhau, từ khắc nó sẽ gắn kết với nhau. Có nghĩa là mình không có ép là các em phải vô chơi với nhau một nhóm, nhưng mà mình bày ra những hoạt động như vậy và các em nó làm, trong quá trình nó làm thì nó tương tác với nhau. Tại vì một nhóm trang trí là 3-4 đứa gì đó, nó trang trí, nó chơi rồi nó chuẩn bị những vật liệu, thì tự nhiên nó làm và nó sẽ nảy sinh cái tình cảm, nảy sinh cái thiện cảm với nhau, và nó tạo thành một cái team. Và vô tình trong lớp sẽ có rất nhiều cái nhóm, nhưng mà những nhóm đó nó tạo ra một cái môi trường để các em có thể phát triển cái năng khiếu riêng của mình, phát triển cái khả năng chuyên biệt của mình, và đặc biệt hơn là các cái năng khiếu, các cái tố chất của các nhóm đó nó sẽ góp chung lại để tạo nên một cái sức mạnh chung của lớp, và chúng ta tận dụng được triệt để cái sức mạnh cũng như là cái tố chất của cái lớp học của mình. Và như vậy từ những cái mảnh ghép không có liên kết thì tạo thành những mảnh ghép lắp ráp lại với nhau và tạo nên một cái sức mạnh rất là lớn cho lớp mình. Dạ vâng. Thưa quý vị các bạn, như vậy là việc chia bè kết phái trong lớp là một điều không nên. Tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái điểm mạnh của nó. Nếu như chúng ta biết kết những cái bè đó lại trở thành một chỉnh thể thống nhất trong lớp học, thì rõ ràng là bản thân của mỗi học sinh cũng tìm thấy được cái như mà thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Duy chia sẻ, đó là của mình, và các em sẽ phát triển một cách hoàn hảo hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng biết cách làm thế nào đó để góp phần tạo nên cái sự đoàn kết trong mỗi lớp học. Và chỉ có như thế thôi thì lớp học cũng như là các học sinh mới có thể phát triển một cách toàn diện hơn. Và đến đây thì chương trình Kỹ năng sống xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.